Chào mọi người đã đến với công ty Thế Giới Ma Vật. Thì máy quét ma vật chắc không còn xa lạ gì đối với mọi người. Mình có thể bắt gặp nó khắp mọi nơi, ví dụ như trong siêu thị, trong cửa hàng tạp hóa hay là trong cửa hàng thời trang. Mục đích của nó không chỉ để tính tiền mà mình có thể là quản lý kho bãi, kiểm kê hàng hóa, vân vân. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng máy quét của hãng Honeywell. Honeywell là một hãng sản xuất máy quét rất nổi tiếng trên thế giới và rất được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Thì các sản phẩm của Honeywell rất là đa dạng phong phú. Thì mình có rất nhiều loại, có máy quét, có dây cầm tay, hoặc là tùy theo những lĩnh vực mình có dòng máy quét không dây, hoặc là máy quét để bàn, để ngay tại bàn mình có thể tính tiền. Các dòng máy quét của Honeywell có thể quét được những mã code 1D hoặc là 2D tùy theo từng model khác nhau. Vì sự đa dạng và có nhiều công nghệ quét như vậy nên các sản phẩm của Honeywell có mặt ở khắp mọi nơi, khắp tất cả các lĩnh vực, tất cả lĩnh vực đều mình có thể sử dụng nó. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu chi tiết về một số dòng máy đang rất phổ biến ở thị trường, một số model đang rất phổ biến ở thị trường Việt Nam để cho các bạn xem. Tiếp theo em sẽ test thử cho mọi người xem về khả năng quét của một số dòng máy ma vật của Honeywell. Đầu tiên đó là dòng máy cầm tay có dây. Dòng máy cầm tay có dây thì thường có dây kết nối với máy tính, là có chiều dài kết nối là thường 1,5 đến 2 mét. Giờ em sẽ đọc cho mọi người xem về khả năng đọc. Trên tay em đã chuẩn bị một bảng mạ có rất nhiều barcode, code 93, code 128, code 39, code EAN13, code rất là nhiều loại code QR code, rồi code rất nhiều loại code khác nhau. Bây giờ em sẽ quét cho mọi người xem về khả năng đọc của nó. Đây, nó có thể đọc rất nhiều loại code khác nhau. Rồi bây giờ em quét QR code. Đó, những cái code rất là nhỏ, label matrix hay là QR code nhỏ nó vẫn quét được. Và đặc biệt một cái là máy có thể quét được trên màn hình điện thoại. Thì em sẽ quét thử cho mọi người xem. Đây em đã có sẵn một cái QR code trên màn hình điện thoại. Đây mọi người có thể thấy là đây. Máy cũng có thể quét được và quét rất tốt. Đây, bây giờ em sẽ tiến hành là thử. Cái đó là em sẽ tiến hành cố tình là tạo phá cái mã vật này hư để mọi người có thể đây em đã cà sát vào mã vật hoặc là mã QR code cho em cùng cà sát cà ra hư và em sẽ quét thử lại để mọi người thấy khả năng đọc của máy quét này. Đây nó vẫn đọc rất là nhanh được qua QR code. Đây mọi người có thể thấy là cái đèn đỏ đang chiếu vào QR code, nó đọc rất là tốt. Thì ứng dụng của dòng máy quét có dây này thường là để trong các quầy tính tiền, mình có thể là tính tiền cho khách hàng hoặc là phục vụ cho mình trong quá trình kiểm đếm. Thứ hai, em sẽ xin giới thiệu với mọi người đó là dòng máy quét để bàn của hãng Honeywell. Thì dòng máy quét để bàn của hãng Honeywell cũng có rất nhiều model, nhưng có một dòng rất là nổi bật đó là HF600. Bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người. Thì dòng này thì cũng có thể là quét được trên màn hình điện thoại. Ví dụ nha, ví dụ quét mọi người. Đây, ví dụ trên màn hình của em có QR code này. Em sẽ quét thử đó. Nó có thể đọc được QR code ở trên này. Bây giờ là, hoặc là có thể đọc được những cái QR code trên này. Ứng dụng của nó là thường đặt tại các quầy tính tiền. Mọi người chỉ cần đưa sản phẩm vào là nó có thể đọc. Đây, thì mình chỉ cần đưa sản phẩm vào ngay đúng vị trí mắt đọc. Đây, em sẽ đưa vào lại. Vị trí mắt đọc của nó sẽ đọc. Vùng tia phát ra rất là rộng nên mình chỉ cần đưa vào đúng vị trí của máy thì nó sẽ tích đọc. Ứng dụng của nó thì mình cũng đặt ngay các ngoài quầy tính tiền để phục vụ cho việc tính tiền của mình. Thêm một phân khúc của hãng Honeywell nữa đó là dòng máy quét không dây. Em giới thiệu với mọi người về một số sản phẩm của máy quét không dây thì có 1452G hoặc là 1202. Em sẽ test thử cho mọi người xem về khả năng đọc của máy. Đây là cái barcode vừa nãy em vừa tạo lỗi. Này, đọc QR code. Đọc những QR code đây. Đây, giờ em sẽ đọc cái code lỗi này. Đây, em sẽ đọc code lỗi này, mọi người xem nha. Những cái code lớn nó vẫn có thể đọc. Ok, mình chỉ cần điều chỉnh tiêu cự hợp lý nên nó sẽ đọc được tất cả những cái loại code của mình. Máy này nó cũng có thể đọc được trên màn hình điện thoại. Thì giờ em sẽ test luôn cho mọi người xem.
mọi người có thể thấy máy quét rất là nhạy. Thì những dòng máy quét không dây này thì luôn linh động, ứng dụng nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như mình có thể là kiểm đếm hoặc là thanh toán tài quầy tính tiền, trong khi đó là mình cũng có thể là cầm máy di chuyển trong bán kính cho phép đó là 15m, thì máy quét kết nối với trên đế 15m qua tín hiệu Bluetooth để mình thực hiện việc kiểm đếm hoặc là kiểm kê tồn kho mà không phải bị giới hạn bởi dây giờ như máy quét 1900, máy quét loại có dây của Honeywell. Thì tùy vào cái mục đích sử dụng của mình có thể chọn những dòng máy phù hợp. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn xem về sự đa dạng trong các loại máy quét của Honeywell, đa dạng về các kiểu như là cầm tay, loại có dây, không dây và các công nghệ quét khác nhau để xử lý những cái barcode khác nhau và những cái kiểu kết nối khác nhau để giúp mình có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và trong các nhiều lĩnh vực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của công ty Thế Giới Mà Vật. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 và có thể là truy cập theo đường link bên dưới để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.